Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, một Lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh, tọa lạc ngay ở trên đường Westminster, gần với đường Euclid, thành phố Garden Grove. Số điện thoại để quý vị gọi để được tham khảo trực tiếp với các quý vị luật sư nếu mà quý vị có những cái câu hỏi liên quan đến tất cả những cái bộ luật, trong đó có hình luật hoặc là thương tích cá nhân, tái ngã siêu thị, chó cắn, bất cứ một cái gì liên quan đến luật pháp, quý vị có thể gọi để được tham khảo trực tiếp với các quý vị luật sư của tổ hợp 714-530-9800. 714-530-9800. Một lần nữa, Mộ Lan giới thiệu đến quý khán thính giả luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh và luật sư Joe DiMonda. I would like to hold your conversation for just 1 minute. I would like for Mr. Anh Nguyễn to introduce a little bit about your background for our new viewers, okay? Dạ, xin mời luật sư. Dạ vâng, dạ thưa, thì luật sư Joe DiMonda là partner của tòa luật sư Chris Angelo và Joe DiMonda. Ngoài cái bằng hành nghề luật sư ra đó, luật sư Joe DiMonda còn là licensed kiến trúc sư, một cái người có bằng thực thụ về kiến trúc sư. Luật sư Joe DiMonda cũng là một người cựu chủ tịch của hội kiến trúc của thành phố Long Beach và thành phố South Bay, và luật sư cũng là cựu chủ tịch của ủy ban phát triển xây dựng của thành phố Hermosa Beach, tức là Planning Commissioner của thành phố Hermosa Beach. Thì với những cái kiến thức đó, luật sư Joe DiMonda rất là am hiểu về những cái luật về vấn đề xây dựng, zoning, permit và cũng như là xây cất, thì chị Mông Lan. Yeah. Okay, having said that, you are a licensed architecture and also the planning commissioner for the city of Hermosa Beach. I understand that there are a lot of building codes that need to be known. You want to share that with our viewers for the people who wants to upgrade their home or their businesses or doing some building of the shopping malls they need to know about? Sure. When you get involved in a project, one of the first issues you're going to have to deal with is zoning. Mm-hmm. And zoning controls what you could build, where you could build it, what your setbacks would be, how high you could build it, how much of the lot you could cover, mm-hmm. as opposed to building code issues, which will tell you actually how to build it. How big should the floor joists be, the beams, how big do they have to be, how much insulation is in the building. So they cover different aspects of the project. Now, our office has also represented people in construction defect cases, as well as zoning disputes, because a big issue today, cities are trying to regulate growth, trying to control growth, and one of the first things they do is what we call downzoning. They want to reduce the height of buildings. They want to increase the setback from the street. They want to increase the side yards, and all to try to reduce the density of and reduce the lot coverage to provide more open space. Now, these are all terrific goals. It ends up making for a nicer looking city. But there's a fine line between accomplishing what we're trying to accomplish and infringing on people's property rights. Right. And so we get called in sometimes to help negotiate with the city on behalf of the landowner what the landowner is allowed to build, because whenever you look at a zoning ordinance, it's open for interpretation. Mm-hmm. And so we sit down with the planners and with the people in the city offices, at the zoning offices, or make appearances at planning commission hearings and argue on behalf and advocate on behalf of the landowner to try to get them to build a project that they're trying to build in the way they want to build it, so they could, it might be maximize a living space if it's a house, it might be to increase the amount of office space that they have to use for themselves or to rent, or increase their parking area. There are a variety of issues where what the city is trying to accomplish and what the landowner is trying to accomplish might be at odds. So it's a way of, we help negotiate through this maze and myriad of building regulations. And I hope that Mr. Anh Nguyen remembers exactly what you have just said, because poor thing, he is not licensed architect and you use all kinds of terminology and verbiages that I hope that he understands and he also remember what you said. Dài quá phong luật sư, nhưng mà chắc là luật sư nhớ hết rồi, tại vì trí nhớ luật sư siêu việt lắm và cái này giúp luật sư rất nhiều ngoài tòa. Trong lĩnh vực về xây cất đó thì Mậu Lan, thì luật sư Joe DiMonda có nói rằng là có hai cái yếu tố đó, có hai cái lĩnh vực luật. Một là bên phía zoning, tức là bên phía thành phố đó, họ được quyền kiểm soát là xây dựng đường như thế nào, xây dựng nhà như thế nào,
và cái lằn ranh giữa cái biên giới giữa nhà và ngoài công cộng nó như thế nào, tức là cái setback line đó, cũng như là cái loại building gì được xây trong cái khu vực đó, hoặc là cái chiều cao của cái building, đúng không? Rồi chiều ngang của cái building, ví dụ vậy, thì cái đó nó thuộc về zoning. Yeah. Còn thứ hai đó là cái bên cái phía mà building code đó, tức là luật mà về vấn đề xây cất đó, thì họ kiểm soát về vấn đề cái kích thước của cái loại đồ xây, ví dụ như là cái beam đó, cái gốc cột nhà đó là chiều ngang bao nhiêu, chiều dài bao nhiêu, ví dụ vậy, ok, hoặc là sắt, hoặc là thép, hoặc là những cái loại material nào để mà xây dựng được những cái loại gì, ok. Thì văn phòng luật sư Joe DiManda đó cũng có từng giúp nhiều thân chủ trong cái vấn đề mà thương lượng hoặc là tranh cãi với ở ngoài thành phố, trong vấn đề mà những người chủ nhà họ muốn xây cái loại building gì trong cái khu vực đó thì nó có phù hợp với zoning hay là không. Thì khi mà chúng ta nói về vấn đề zoning đó, là cả một cái phạm vi luật mà nó rất là mù mờ. Đó, nó rất là trừu tượng, như một cái hoàng hoa đảo vậy đó. Đó, nó rất là trừu tượng, thì nó có nhiều cái chỗ mà chúng ta có thể diễn giải được đó. Thì tùy theo hai bên phải ngồi thương lượng như thế nào, thì với cái kiến thức của luật sư Joe DiManda trong vấn đề kiến trúc nè, trong vấn đề kỹ sư nè, và cũng là cái người mà đã từng ngồi ở trong cái planning commissioner của thành phố đó, thì ông ta dễ dàng diễn giải những cái zoning law đó mà thích hợp đó, và ông ta có thể hy vọng rằng thuyết phục được bên phía thành phố để mà cấp những cái loại zoning permit cho người thường trú của mình. Wow. Yeah. He remembers everything. Và Mậu Lan cũng xin thưa với quý vị là nếu mà quý vị đang theo dõi chương trình mà quý vị có những cái rắc rối về cái vấn đề mà thầu xây cất của quý vị đó, quý vị cũng có thể đến nếu mà quý vị muốn đưa một cái gì đó để ra để mà nhờ được cứu xét, thì quý vị cũng có thể đến với tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Du Quốc Anh. Số điện thoại để làm hẹn là 714-530-9800, 714-530-9800. Before we were on air, I understand you said about a phrase that I really like it and I wrote it down. You said that snatched victory snatched victory out of defeat. Can you explain that terminology for me? Adam and I have had cases where we had what I would like to call a runaway jury, where I don't know what the jury was thinking, I don't know what they were doing, and the jury sided with the defendant in a paralysis case involving a motorcycle. Mm-hmm. And I was very, very upset. And this is where having a good team and having everybody that is there for the long haul is very important, because, you know, when you hire an attorney, a trial attorney, it's basically for the trial. And if the trial it doesn't work out well and you lose, the trial attorney might walk away or suggest that you go and hire an appellate attorney to try to fix whatever went wrong. Well, we do our own appeals, and so if something goes wrong, and occasionally it does because we're dealing with human beings and you can't predict the future, we do our own appeals. And in this instance, when the jury came in and gave a defense verdict, we filed a motion, which I understand about 0.4% are granted throughout the entire country. And basically, it's called a judgment notwithstanding the verdict. What it means simply is that we asked the judge, Your Honor, despite the fact that the jury just ruled against us and the jury's word is supposed to be final, you have the power and the authority to throw out the jury verdict and put in your own verdict. And we would like you to throw the jury verdict out and give us the verdict because you know we're right. And we got a judge to agree to that. And the best part is that right before the trial started, this judge told us he'd been on the bench for 25 years, and they always get JNOVs at the end, and he's never granted them. And he granted it for us. So that's what I meant by snatching victory out of the jaws of defeat. You sound like a spoiled kid in front of the judge, like your parent. Your Honor, I oppose. Well, you can't give up. You can't give up. It's, yes. We're not in the business of giving up. Yes, I love that about you and this law firm. Xin mời luật sư. Thì một cách nhanh gọn đó là trong những cái trường hợp mà chúng tôi bị cái người bị bồi thẩm đoàn xử trật, luật của Hoa Kỳ đó là cho phép cho cái quyền hạn của người bồi thẩm đoàn được quyền xử cái case, tuy nhiên cũng cho phép
cái vị thẩm phán được quyền xem xét lại những cái gì mà bộ thẩm đoàn làm. Nào, tuy nhiên trên thực tế đó thì có 0.4% là cái chance mà mình được xử thắng lại nhờ ông judge xử thắng lại từ jury thôi chị nhé. Là vì trong một cái chế độ dân chủ đó, cái người, cái bộ thẩm đoàn rất là quan trọng. 12 con mắt, 12 bộ óc. Nào, trong cái case này đó thì không có lý do gì để mà jury xử cho thân chủ chúng tôi thua được hết. Đó, mà không biết vì một lý do gì mà họ lại xử cho thân chủ của chúng tôi thua. Thì cái hay ở chỗ là trước khi xử đó, ông thẩm phán, ông nói rằng là trong suốt 25 năm làm thẩm phán của ông, ông chưa hề bao giờ làm cái chuyện như vậy. Và ông sẽ không làm chuyện như vậy. Trong cái case này là vì nó rất là phi lý, hiểu không? Đó. Nào, tuy nhiên sau cái buổi xử xong rồi thì bộ thẩm đoàn lại xử cho chúng tôi thua và chính ông thẩm phán này đó, ông lại đồng ý xử cho chúng tôi thắng. Đó, thì đó là nhờ cái công sức của luật sư Joe DeMona, như chúng tôi nói về những cái show trước đó, là luật sư Joe DeMona là một cái người đứng đằng sau hậu trường, nhìn vào trong cái case cãi. Và ông ta sẽ lượm đặt tất cả những cái điểm chánh trong một cái vụ xử. Và ông ta sẽ viết lách, viết những cái motion đó, viết lách, viết những cái văn trạng đó, những cái văn trạng để mà trình lên cho ông thẩm phán biết và nêu cái lý do tại sao mà ông thẩm phán nên xử lại. Và trong cái case này thì ông đã tin lời của luật sư Joe DeMona cãi và ông ta đã dùng cái quyền hạn của người thẩm phán để mà gạt bỏ cái lời xử của bộ thẩm đoàn và xử cho chúng tôi thắng ngược lại, thưa chị Mô Lan. Wow, cái tiến trình này nó rất là hay, có phải không thưa quý khán thính giả? Là chỉ nhờ những cái văn kiện và những cái văn trạng mà đúng và có lý, hợp lý thì vị thẩm phán đó nghĩ lại và đã cho tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Du Quốc Anh thắng cuộc. Đây là cái trường hợp đầu tiên Mộng Lan được nghe, thưa quý vị. Và ông Lan rất là vui để giới thiệu đến quý khán thính giả tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh với số điện thoại để quý vị gọi làm hẹn và quý vị sẽ được nói chuyện trực tiếp với các quý vị luật sư, đó là 714-530-9800, 714-530-9800. Mà chị biết không, và cái case đó sau khi xử lại đó thì ông thẩm phán xử cho chúng tôi thắng 20 triệu thôi, ông Lan. 20 triệu đô la, quý vị cũng đã biết là ở đây là toàn là nói mấy chục triệu đô la. Quý vị nào mà bị thương tích thật nặng đó, quý vị đừng có đi đâu xa đó, quý vị đến với tổ hợp luật sư Việt Mỹ Nguyễn Du Quốc Anh, giao tất cả những cái nhức đầu lo lắng đó, thương tích đó của quý vị cho tổ hợp. Tổ hợp chắc chắn sẽ đòi tiền bồi thường tối đa cho quý vị. Tại làm sao có những cái case mà thắng đến 30 mấy triệu, 20 mấy triệu, 5 triệu cho một cái case mà về bộ hành. Quý vị hãy tìm và xem ở trên internet www.nguyenduyquocanh.com. Và một lần nữa số điện thoại là 714-530-9800. Trong trường hợp khẩn cấp xin gọi số điện thoại trực tiếp của luật sư Nguyễn Quốc Anh, 714-336-2235.